bình đẳng tánh, ly sanh tánh, phát định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, cũng sẽ hủy báng thánh đế khổ, thánh đế tập, thánh đế diệt, thánh đế đạo, cũng sẽ hủy báng bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng sẽ hủy báng tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cũng sẽ hủy báng bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng sẽ hủy báng pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng sẽ hủy báng năm loại mắt, sáu phép thần thông, cũng sẽ hủy báng 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, cũng sẽ hủy báng pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, cũng sẽ hủy báng trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng sẽ hủy báng tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Kẻ ấy do hủy báng các công đức nên phải nhận chịu vô số vô lượng vô biên tội lỗi, do người ấy nhận chịu vô số vô lượng vô biên tội lỗi nên phải nhận chịu các đại địa ngục bằng sanh quỷ giới và vô số vô lượng vô biên thống khổ trong loài người. Khi ấy cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các người ngu si có bao nhiêu nhân duyên mà hủy báng bát nhã ba la mật đa thậm thâm như vậy? Phật dạy: Này thiện hiện, do bốn nhân duyên, một là bị các tà ma mê hoặc khiến kẻ ngu si hủy báng bát nhã ba la mật đa thậm thâm như vậy, hai là đối với pháp thậm thâm chẳng tin hiểu khiến người ngu si hủy báng bát nhã ba la mật đa thậm thâm như vậy, ba là chẳng siêng năng tinh tấn bám chặt ngũ uẩn bị các ác tri thức chi phối khiến người ngu si hủy báng bát nhã ba la mật đa thậm thâm như vậy, bốn là ôm nhiều sân hận ưa làm việc ác hay ưa tự cao khinh chê người khác, khiến người ngu si hủy báng bát nhã ba la mật đa thậm thâm như vậy. Này thiện hiện, do đầy đủ bốn nhân duyên như thế, nên những người ngu si hủy báng bát nhã ba la mật đa thậm thâm như vậy. Hết quyển thứ 181.